Nói thẳng không anh à? Vậy giờ anh nhìn thử bao nhiêu tuổi? Chắc ít tuổi hơn em rồi đó. Ít hơn là chắc ít hơn rồi đó, nhưng mà anh nhìn ra bao nhiêu tuổi? Đắt lắm chuyện cả. Thấy được không? Ba hai cùng à? Ba hai là cùng hả? Ba hai là cùng, wow. Nhiều mấy rồi, nó 32 rồi. Hay quá. Người ta mới có 20 à, đón 32 rồi. 20 phải không? 20 à. 20 thì cái mình tới 20 tuổi thì mình cứ mình kêu bằng chị cũng không được, bằng em cũng được rồi. Thế mình phải lớn. Kêu bằng cháu hả? Chứ lớn bài quá, phải nên đúng 20 thì vậy rồi. À, vậy thì kêu chú. Trời ơi, có gì đâu. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Giờ nói vậy nào, bây giờ gì cũng theo đàm Diễm Hân rồi. Rồi hát tặng chú bài. Tôi yêu cầu cam trả từ. Đó. Coi coi giúp khoảng đàm Diễm Hân. Đó. Dô. Mày ơi, gặp mày không nên lo mà hại tao được những vui nhã. Bây giờ chú yêu quý như thế thì anh cũng tặng cho chú một cái này mình, ai cái ly nó còn trắng. Chạy luôn à. Cái ly nó đang còn trắng có không? Trắng quá đúng không? Đó, đúng. Cái ly nó còn trắng. À, ok, trắng quá. Trắng quá à, đó. Đó. Ok, trắng. Đó. Cho nó lên đúng không? Rồi. Mình đó. Đi hết mình vô nè. Ơi. Vô. Yêu cầu nãy giờ đúng không? Ok, trắng có. Vô vô anh vô. Ủa anh có uống được không? Không, chạy xe chị. À. Rồi. Còn mấy nuốt thì hồi nãy em đưa cho anh vậy. Ok. Em cũng là xế mà. Ờ vậy hả? Cái này mình hết dứt 100 luôn nha. Bất quá thì xe anh giam bằng em giam thôi. Nha dứt 100 luôn á. 100 100 nha. Ok. Ok, ok mà đừng có chia tay hơi mệt nha. Rồi uống hát tặng cho chú nửa bài đi anh ạ. Bê luôn rồi, uống ly cái uống bê luôn. Hát đi, hát đi. Giá từ á? Ừ. Nhà đấy mà. Không có gì mà không đi. Tại chú ơi, chú không có loan gặp cháu chưa thấy nè. Sao mà